Trời, lại nổi máu, lại tức nữa. Tao không nói thì tao không được. Mà thật sự tao coi tao vẫn tức. Tao tức quá trời tức, tao không thể nào tưởng tượng được tại sao mà súng nha mà lại đi dè biểu, đi quay clip để làm hạ nhục một con người ta. Quá trời, quá đất luôn nè. Để tao nói thiệt, ví dụ như mà bây giờ mình làm từ thiện, mình cảm thấy mình làm được thì mình làm, còn mình cảm thấy làm mà khó khăn, làm mà dè biểu, làm mà khinh bỉ người ta thì dẹp mẹ cái cây ATM đi, đừng có làm nữa, đừng có làm cho Nói mọi chính chuyện xác thêm gò xóc hết 100% trơn. dẹp Đây mẹ nè, cái một ATM bạn đi. đó nói chung ra là bạn là của cộng đồng LGBT, người ta đã khó khăn, người ta đã gọi là không có đủ ăn, người ta nghèo đó, người ta mới xách cái bọc ra, người ta chừa cái mặt ra, người ta đi rút gạo. Thì trong cái clip đó như thế này, thì tới chừng mà tới lượt bạn đó rút gạo ra thì một cái loa vang lên là đề nghị là cái bạn áo đen dạng vậy là rời khỏi chỗ đó. Nó không có một phát gạo như chuyện anh. Đã bị nhân viên phát hiện và mời ra ngoài. Cái thằng YouTuber này khốn nạn mất dạy, chó đẻ. Còn cái bọn mà cho xin gạo này nó cũng mất dạy luôn. Cho được thì cho, còn cho không được thì dẹp mẹ nó đi. Ở đó mà xem mặt người này xem mặt người kia, kêu nó đi ra khỏi chỗ đó mà có nói nó lý do tại sao hay không. Và chính bản thân nó cũng không biết lý do tại sao. Khi nó về nhà nó cũng vẫn nói là nó không biết lý do tại sao. Nó chưa bao giờ đi lấy lần nào. Mất dạy. Làm từ thiện mà làm giống như là bất lương quá. Làm nhục nhã người khác. Nhìn thằng nhỏ thất thểu đi ra thấy tội nghiệp không? Ngơ ngác không biết là chuyện gì xảy ra hết á. Người ta nghèo mà người ta mới đi ra, mà người ta xin tiền xin gạo như vậy. Mà hai một ký gạo, 2 ký gạo có mấy đồng bạc đâu, có 20-30 ngàn à, có nhiều nhỏ gì đâu. Mà người ta phải đi rất là xa, có nhiều khi đi có gian người này người kia để đi nữa, vừa tốn tiền xăng nữa, mà lại bảo là từ thiện. Mùa dịch này kêu phải cách ly thì cho một lần cho mẹ 5 ký một bao đi, mỗi một người dắt một bao 5 ký về, người ta còn ăn được 2-3 ngày. Còn đằng này cho nhỏ giọt 1 lít 2 lít gạo à, mà còn chửi người này xỉ vả người kia. Cái máy ATM đó không biết là cái camera đó nó quay cái gì mà hả, mấy người đều cứ lên nói là người ta không có lấy lần nào chứ, mà nó cũng phát hiện là người ta đã lấy cho 3 cái, muốn nói bậy hết sức. Cách ly thì cho một lần nhiều nhiều để người ta còn ở nhà, còn đằng này trà trộn vào để lấy từng từng giọt gạo vậy đó. Cảm thấy nhục nhã không? Vậy mà đất nước Việt Nam còn vênh váo ra để người dân đói kém như vậy mà còn vênh váo ra nữa. Bực dễ sợ luôn á. Còn mấy cái con mà nhà giàu đó hen, mà nó vô đây hen, nó bình luận, nó sỉ vả người ta, nó nói người ta cái này cái kia đó hen. Nó đó, nó giàu quá, nó có dám vác cái mặt chó của nó ra đường để cho nắng nôi, để cho mà vi khuẩn nhiễm bẩn để đi lấy 1 ký 2 ký gạo hay không? Mà nó nói người ta nghèo người ta mới lấy, chứ không có ai mà giàu mà rảnh mà đi lấy Khi mà một đọc cái đó cách hai lên á, cách có như vậy cảm hết á. nghĩ gì hay không? Người ta bỏ xuống, người ta chơi, người ta không biết cái chuyện gì đang xảy ra luôn. Tự nhiên cái tới lượt mình đọc vậy, rồi khi mà đọc cái đó lên thì xúm nhau vòng vòng ở đó, người ta sẽ suy nghĩ mình như thế nào. Đây nè, hỏi mấy chị mấy với mấy anh một câu đơn giản thôi. Bây giờ mấy bà mấy ba mấy má mà bước vô trung tâm thương mại đi, hay là bước đi tới chỗ đông người đi, ok, bắt đầu mình tiến cho mình mua cái gì đó, tự nhiên mình đang xếp hàng, cái tự nhiên cái tới lượt mình, cái loa đọc lên là đề nghị cái bạn nó bước ra khỏi chỗ đó, mọi người có quê hay không, mọi người có nghĩ không, nếu làm gì chẳng khác nào ở xung quanh người ta nói chắc cái này là móc túi nè, mấy này là dạng như là giật đồ, hay đại loại là này kia kia nọ, không xứng đáng để lại mấy đó. Mình phát gạo bây giờ như thế nào, phát gạo là phải mặc đồ phải như thế nào, hay là mặc đồ gắt gưới, mặc đồ gọi là lam lũ nè. Ngày mai mà mấy má nào mà có muốn đi ra ngoài cây ATM phát gạo, nghe lời tôi nha, mặc quần á, mặc áo này nè, áo lủng vú, quần lủng đít đó, ở rồi xẻ chuồng tao luôn, lòi ở mồng chuồng lòi mới há nghèo. lòi đít lòi chim ra, lòi hết tất cả các thứ luôn. Như vậy thì ra mới được bánh gạo. Còn những cái má nào mà đẹp trai mà đẹp gái mà mặt mũi sạch sẽ, làm ơn đừng có ra lãnh, tại vì ra lãnh là thế nào cũng bị độc lo đó. Ủa bây giờ nói nghe nè, mắc cười quá, nhà nghèo không cho người ta mặc đồ đẹp hả mấy con quỷ cái? Bộ má tụi mày muốn là nhà nghèo là phải mặc đồ mà phải gắt gưới, phải hôi thối, rồi phải dơ giấy, phải bẩn thỉu vậy mới gọi là xứng đáng là nghèo. Ủa bây giờ nghèo mày không cho ta được có bộ bộ đồ người ta mặc gọi là đàng hoàng hả?
bây giờ bước chân ra cái chỗ đó lãnh gạo là phải mặc như vậy, mà tụi mày còn không cho, tụi mày muốn sao? Tụi mày muốn mặc đầm dạng như là của Nguyễn Công Chí hả, hay đầm đuôi cá của Lý Quý Khánh, hay là áo tay thi quần đắc kỹ mà dép tài linh hả mấy con quỷ cái? Trời là trời, tôi coi cái clip mà tôi không thể nào mà tưởng tượng được là tại sao mà có thể mà hạ nhục một người ta như vậy. Còn cái bạn mà YouTuber á nha, mình nói cái này chân thành với bạn luôn á, mình nè cũng là một YouTuber. Đúng rồi, cái thằng YouTuber là cái thằng xã hội khốn đành nạn, rằng cái nghề đẻ. YouTuber bây giờ là một cái nghề rất là hot, nhưng mà mình quay là mình quay như thế nào? Mình quay những cái cảnh mà nó gọi là trọng tâm của xã hội, có nghĩa là mình sẽ quay cái cây ATM này là nhiều người đến lấy làm sao, hoạt động sao vậy nọ. Tại sao mình có thể đi quay một cái hành động vậy mà trong khi đó bạn lại dùng máy quay bạn chỉ tới người ta, khi mà người ta đi ra khỏi ngoài đường có hai thằng bạn đi theo đó, rồi lại quay, rồi lại nó dùng những cái từ mà nói tan vậy. Ủa sao vậy? Bây giờ nè, người ta đi ra ngoài đó lãnh gạo đúng không, người ta mặc đồ như vậy á, cái chuyện mà mặc đồ mà không thể nào mà đánh giá người ta ở qua cái bộ đồ được. Bây giờ nghèo hay giàu đừng có đánh giá người ta qua cái bộ đồ. Thật sự là người ta đang cần gạo, đang trong cái mùa dịch người ta cần nhu yếu phẩm, người ta đã không có tiền, người ta đã không có khả năng, người ta đã mất việc đó, người ta không có tiền để trang trải ở cái đất Sài Gòn này thì buộc lòng người ta phải ra lãnh. Thì mình làm từ thiện, mình cảm thấy mình cho được hay không thì mình nói một tiếng để người ta biết. Mình quy định, bây giờ mình ghi quy định đi, bây giờ mặc đồ gắt gưới, mặc đồ mà hở vú hở nách rồi đó, hôi thối đồ mới được lãnh, còn ai mặc đồ đàng hoàng thì đéo cho lãnh, cứ ghi thẳng vậy đi. Thì những má đàng hoàng khỏi vô lấy, đỡ phải mắc công, đỡ mấy không phải up clip, rồi đỡ mắc công YouTuber ngồi quay để tạo nên những cái làn sóng phẫn nộ. Ai cho mình cái quyền mà mình quay mà mình đi miệt thị người ta như vậy, đúng không? Tại sao? Ở đây là tôi không có phải là nói nặng cái bạn YouTuber đó, nhưng mà bạn phải hiểu một chuyện là như thế này nè. Tại sao có những người làm YouTuber người ta quay tới đâu là được ủng hộ tới đó, người ta ra clip tới đâu là được cộng đồng mạng đăng ký, like, share, subscribe tới đó, mà tại sao có những người làm hoài mà vẫn những cái súp lẹt đẹp này là tại vì bạn phải coi lại cái nội dung của mình, bạn phải coi những cái nào hot. Nhưng mà mình phải tìm hiểu kỹ coi là nó có mang cái tính nhân văn, nó mang cái tính thời sự hay nó có cái tình người ở trong đó, chứ không phải là đè ai cũng quay rồi sau đó để up lên rồi để câu like câu view để làm gì chi vậy, rồi hạ thấp con người ta. Mà trong khi đó nha, khi cái clip đó vừa up lên á, mẹ của bạn đó từ dưới quê điện lên khóc lóc, mình coi mà mình thấy tức giùm khóc. Là tại sao? Bả điện lên bả nói luôn, mày làm cái gì mà bây giờ người ta qua quay phim vậy, bả sợ con mình một thân một mình ở trên đây nè, rồi không có điều kiện, sợ bị ăn hiếp, sợ bị đánh nè, rồi dạng như là sợ bị như sống bị chèn ép đó. Sài Gòn, một cái clip của bạn thôi mà làm cả gia đình người ta phải xào xáo, người ta phải lo lắng lên. Đâu phải là mình lên clip như vậy là mình muốn kiếm like kiếm share. Cộng đồng mạng rất là thông minh, những cái nào hay, những cái nào bớt mà đúng cái tâm lý, đúng nhân văn thì người ta sẽ ủng hộ. Còn những cái clip như vậy mà quay mà để hạ thấp người ta thì bạn cảm giác nhìn như thế nào? Hãy làm một YouTuber chân chính, đừng đi theo những cái chuyện như vậy. Tôi rất là thích coi những cái YouTuber mà quay về ăn uống, tôi sẵn sàng subscribe hết tất cả kênh, nhưng mà những cái clip như vậy thì mình không nên. Còn cái chuyện mà như thế này nè, từ thiện, ví dụ như mà mình cảm thấy ok thì mình làm. Còn mình cảm thấy mà gò bó mà khó khăn mà nặng đầu mà mình làm mà mình phải chú tâm nhiều quá thì ok, nói thẳng là mình dẹp mẹ cái cây đó đi. Mình dẹp mẹ đi, ai sao kệ nó, chết đừng quan tâm mà. Tại vì mình làm mà mình nặng đầu, mình làm mà mình nặng nhẹ người ta quá. Người ta trong khi đó, người ta khi mà đọc cái đó, đọc cái tên lên là cái bạn đó là kêu bỏ cái bọc xuống nọ, người ta vẫn sẵn sàng bỏ xuống mà người ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi những cặp mắt xung quanh đó mới dò xét, đã những cặp mắt xung quanh dò xét là người ta đã thấy quê rồi. Đằng này là cả một cộng đồng mạng luôn vô rồi, người ta rất là sợ cái sức ép của cộng đồng mạng, người ta cũng sợ. Tại vì người ta nghĩ là người ta không làm một cái gì cả, người ta chỉ đứng người ta xin gạo thôi, người ta không móc túi, người ta không có giật đồ, người ta cũng không chả có làm cái gì mà gọi là linh động. Mà tới lượt mình nó đọc cái lo một cái người ta buông xuống liền. Mà người ta cũng ngơ ngác, người ta chả hiểu gì, nhưng mà người về người ta cũng không dám nói với gia đình nữa, không có dám nói với những người ở chung phòng trọ. Mà tới chừng mà clip lên rồi bắt đầu người ta mới nói. Người ta cũng sợ gì, trời ơi sống gì mà ác quá trời ác đi, có 1 kg gạo 2 kg gạo mà kéo cái tự trọng người ta xuống, mà đè biểu con người ta, mà làm cho con người ta phải nói là không có vẻ, phải nói là kiểu như là quá sức chịu đựng của người ta. Ví dụ như mà người bình thường mà nói như vậy rồi mà gặp như vậy, mà còn những cái bạn nào mà vô mà khi mà nói cái quê bạn này ở An Giang, mà những cái con mà mất dạy mà vô mà comment nói hả, bởi vì dân miền Tây vậy nè, tao nói cho tụi mày biết nè,
trên đời này là tao thù nhất là cái thứ mà phân biệt vùng miền đó. Ủa dân miền Tây làm gì? Dân miền Tây cũng là người vậy, dân miền Tây đâu có ăn của ông cố nội cha bà cố nội ngoại của tụi mày đâu, nó cũng đâu có làm tới nhà mày mà tụi má tụi nó làm những cái chuyện mà bậy bạ cắm heo cắm lợn này nọ đâu. Trời tức quá, nãy má mới chửi thề xin lỗi người. Thì dân miền Tây làm gì? Đừng có phân biệt vùng miền, đang đây là mùa dịch, tất cả mọi người đều được đối xử công bằng với nhau. Làm từ thiện nhắm ok làm được thì mình làm. Bây giờ nói thẳng ra, nếu mà những người giàu mà họ lợi họ lấy ok vẫn cho đi, bây giờ nếu mà cho đi thì cái nghiệp người ta lãnh. Hoặc là những người giàu đó nhiều khi người ta lấy về người ta đem lại cho những cái người nghèo, những cái người mà không có khả năng. Hôm trước chị cũng nói y chang vấn đề này, người ta có thể lấy mình thấy đó nhưng không có nghĩa là mình biết chính xác là người ta làm gì. Người ta lấy người ta cho người khác tiền sao? Tôi cũng đã đăng một cái clip về vấn đề này thì những người ở trên YouTube á nhào vô và nói là ba giùm ơn đi, người ta nghèo người ta mới trường mặt ra đó để người ta xin, chứ chẳng có ai mà thèm mà đi xin một ký hai ký gạo rẻ mạt đó mà về ăn hết trơn á. Mấy người giàu người ta cũng chả thèm, đéo thèm ăn mấy cái gạo rẻ tiền đó đâu. Mình tức quá chừng đi, mình không có hổn mà mình xem mình bức xúc, mình chịu không nổi luôn á. Việt Nam hay ho quá mà không lo được cho người dân mà còn làm xấu hổ người khác, nhục mạ người khác như vậy. Đặc biệt là mấy cái thằng mà làm cái ATM đó, dẹp mẹ đi. Đi lại hoặc là những người mà không có biết được cái chương trình mà ATM này là người ta không biết, người ta cầm lại đưa cho người nghèo. Tại sao mấy bạn không nghĩ như vậy mà mỗi lần mà nhìn thấy người ta chạy tay ga hay mặc đồ đẹp lại tới là bắt đầu mấy bạn có ác cảm với người ta, mấy bạn không cho người ta lấy. Mấy bạn phải đọc lo đọc này nọ chứ. Bây giờ làm sao? Bây giờ nói thẳng ra, nếu mà đi ra ngoài đó lãnh gạo là phải ăn mặc gắt gưới đúng không? Đó, phải mặc mà phải mụn, phải ghẻ lỡ, rồi tóc tay phải dính bọt đồ này nọ, rồi miệng thúi, rồi găng hôi rồi nọ mới được lãnh gạo. Còn mấy người mà mặc đồ đẹp đồ này nọ rồi không được lãnh gạo. Ủa bộ bị khùng mà nghèo không cho tao mặc đồ đẹp hả mấy con quỷ cái? Việt Nam thương nhau lắm mà, thương người lắm mà, tại sao lại cứ môi móc nhau như vậy? Rồi mấy cái thằng YouTuber bây giờ nó không có chuyện gì làm, nó chỉ có tới nó đứng gình mấy cái cây ATM á để người ta địch đặng nó hửi thôi, đặng nó lấy tiền thôi. Mất dạy, vừa vô văn hóa vừa cảm thấy là sỉ nhục người khác là nó hay ho lắm vậy. Tức ơi là tức. Ai chửi mình chịu mà cái vụ này mình rất là tức. Rồi nó còn nói, ừ mày không làm được từ thiện thì mày đừng có nói. Tại sao mày biết tao không làm từ thiện? Tao gửi về cho tụi bay á hả? 1000 lần cái đó kìa. Mỗi lần bão lụt, mỗi lần có bất cứ cái gì mà xảy ra ở bên Việt Nam, kiều bào ở bên Mỹ và kiều bào thế giới cũng gửi về cho Việt Nam cả đống tiền. Còn mà mấy con quỷ mà vô mà comment mà nói là hả nhà góp 1 tấn gạo rồi hả chính thức tẩy chay cộng đồng LGBT. Tao nói cho tụi mày biết nè, những cái lũ trẻ trâu như tụi mày á, gom góp không được có bao nhiêu hết trơn. Đừng có vô mà miệt thị người ta, đừng có vô mà miệt thị người nghèo, đừng có vô mà miệt thị cộng đồng này, cộng đồng nọ. Giống như là cái clip mà ông Tây á, ông thầy giáo Tây mà cầm cái bảng mà khó khăn mà đứng giữa cái ngã tư đó. Tại sao vậy? Tại sao mọi người có thể vào giúp đỡ ổng mà người Việt Nam mình như vậy mà mọi người lại không giúp? Mình làm cái gì làm, mình nói thẳng nha, mình phải thương đồng bào mình trước. Mình phải thương người của mình trước. Rồi sau đó mình mới có quyền, mới có sức để đi thương những người khác lại. Ok. Tại sao mình có thể giúp đỡ, mình có thể đến nhà ông Tây đó mình cho gạo, cho bánh, cho tiền được, mà bây giờ bạn này đi ra lấy gạo thì mọi người lại đối xử với bạn này như vậy, rồi hạ thấp người ta xuống như vậy? Người ta cũng là con người, ông Tây đó cũng là con người, thì cái bạn đó cũng là con người, nó khác nhau ở chỗ nào? Hả? Nó khác nhau ở chỗ nào mà đối xử với người ta như vậy? Hy vọng á, mọi chuyện nó sẽ được lắng xuống và các bạn làm ơn đi, tỉnh táo đi. Làm từ thiện là từ cái tâm, cảm thấy làm được thì làm, không làm được dẹp cho nhẹ lòng, khỏi cần chuyện gì xảy ra hết trơn á. Dịch, ví dụ như cảm thấy được ok thì sống, còn sống không được thì kiếm cách khác, chứ đừng có dè biểu, đừng có hạ thấp người ta ra như vậy. Thì nói chung là qua cái clip này là cũng xin cảm ơn bạn YouTuber, cũng nhờ bạn một phần mà bây giờ mọi người cũng đều biết đến các bạn An Giang đó, và mọi người cũng đã giúp đỡ bạn. Đó, đây là ý kiến của tôi thôi đó. Rồi mấy bạn mà cảm thấy được thì ok, cứ like, cứ share. Còn... Đúng rồi, bây giờ kêu gọi mọi người tới thăm nhà của bé trai đó và cho bé đó thật nhiều tiền để cho cái thằng YouTuber này hả, nó nóng mặt nó chơi. Game mobile game tiến hiệp, khóa nhất động lực tháng 5 2020, dầu hết rồi. Yeah. Còn cái con quỷ cái game nào mà...
chửi comment vô đây chửi thì vô đây, nhào vô, nhào vô. Cũng dữ cũng thành dữ.